Thưa quý vị, là mặt hàng kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, do đó vấn đề an toàn trong phòng chống cháy nổ ga luôn được chú trọng, không chỉ ở việc kinh doanh, sử dụng mà cần phải được quan tâm ngay từ những khâu chiết nạp sản xuất. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại các cơ sở kinh doanh chiết nạp ga trên địa bàn tỉnh. Là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do vậy các quy định đặt ra về việc quản lý và kinh doanh mặt hàng ga là khá chặt chẽ. Vỏ bình phải được kiểm định định kỳ. Phương tiện vận chuyển ga phải đúng quy định và đặc biệt là nghiêm cấm việc sang chiết ga khi không đảm bảo các điều kiện an toàn. Do vậy, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng mà công tác phòng chống cháy nổ ga cần phải được quan tâm ngay từ khâu đầu của quá trình sản xuất chiết nạp ga. Cái vấn đề mà phòng cháy chữa cháy thì công ty của chúng tôi đưa lên hàng đầu. Đấy. Thì hàng ngày á thì chúng tôi là thường xuyên là nổ máy phòng cháy và chạy trong vòng từ 10 đến 15 phút để là cái thứ nhất là bảo đảm cái vấn đề mà ăn phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai là giúp cho các bộ công nhân viên ở trong cái chi nhánh của chúng tôi thành thục cái vấn đề mà an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi mà mình biết cái chỗ nào mà rò rỉ là bắt đầu mình dạt ra bên để có người có một khâu để xử lý, để lấy hết lại để mình không có xài cái bình mình đó nữa. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở kinh doanh ga chiết nạp và kho chứa ga nằm trong lẫn ngoài khu dân cư kinh doanh với nhiều chủng loại nhãn hiệu ga trong và ngoài nước. Ngoài việc đảm bảo xác thực về nguồn gốc xuất xứ của bình ga, chất lượng ga, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, theo đánh giá chung của ngành chức năng, công tác an toàn phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong quá trình sản xuất cũng rất được chú trọng quan tâm. Đơn cử tại công ty ga Rực Sáng và Đức Trọng với công suất cung ứng bình quân 500 tấn ga trong tháng nên tất cả các công đoạn đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hệ thống chiết nạp ga carousel tại trạm là một hệ thống khép kín với 4 chu trình. Xử lý bình ga rỗng, chiết nạp ga vào bình, cân điện tử, kiểm tra van ga và đóng màng niêm phong, dán tem. Tất cả các chu trình đều được vận hành bằng hệ thống khí nén tự động và đồng bộ điện tử, đảm bảo độ chính xác và an toàn cho quá trình chiết nạp ga. Do đặc tính dễ bắt lửa và gây nổ, nên quy trình chiết nạp ga tại trạm luôn đảm bảo quy định. Toàn bộ trạm được thiết kế thông thoáng, hệ thống cầu giao điện được bố trí hợp lý, sẵn sàng cắt nguồn điện khi có sự cố xảy ra. Ngoài hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống bình xịt cứu hỏa, vòi dẫn nước chữa cháy cũng được bố trí ở tất cả các điểm quan trọng, sẵn sàng cho mọi tình huống. Từ nỗ lực giữ gìn thương hiệu đứng đầu về độ an toàn và chất lượng, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trạm không để xảy ra sự cố cháy nổ nào dù là nhỏ nhất. Bản thân tôi cũng như tất cả các anh em công nhân trong công ty, cái tiêu chí về phòng cháy chữa cháy tại chỗ thì lúc nào cũng chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. 2 tuần là chúng tôi thường cho các em tổ chức tập dượt. Còn về kinh doanh, về mặt hàng kinh doanh ga là theo chúng tôi biết là ngành đặc thù và rất nhạy cảm, thì tiêu chí ban đầu chúng tôi là chất lượng, an toàn để phục vụ cho đến tay người tiêu dùng phải hết sức là an toàn theo nghị định 107 của chính phủ. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, hiện nay ngoài việc đầu tư các hệ thống chữa cháy tự động, nhân viên các trạm, cơ sở kinh doanh ga trong toàn tỉnh đều được huấn luyện bài bản và có chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Công nhân lao động luôn được đảm bảo các điều kiện đầy đủ về an toàn trong lao động sản xuất, được huấn luyện kỹ về những nội quy đảm bảo an toàn trong quy trình sản xuất. Công ty đã tổ chức để đi tập huấn tất cả các anh em để chiết nạp ga trong đây. Thì em chiết nạp là sẽ đảm bảo an toàn để cho ra ngoài người dân tiêu dùng. Quan tâm nhất trong cái vấn đề kinh doanh ga hiện nay là phải là có công tác phòng cháy chữa cháy là phải đi hàng đầu. Và ở đây thì chúng tôi rất là quan trọng cái vấn đề phòng cháy chữa cháy, tức là có đội phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp. Khi vẫn được thường xuyên là huấn luyện bởi cái cơ quan phòng cháy chữa cháy của sở ở trên Đà Lạt xuống dạy, cũng như hàng tháng hàng cũng vẫn tập những cái bài phòng cháy chữa cháy ở tại doanh nghiệp để cho anh em được ứng phó kịp thời khi mà có sự cố xảy ra. Những rủi ro từ sự cố cháy nổ bình ga luôn hiện hữu. Do vậy, việc phòng chống cháy nổ ga là hết sức cần thiết. Muốn vậy, các trạm, cơ sở sản xuất ga cần đảm bảo quy chuẩn an toàn, chất lượng ga ở cả 3 khâu: bảo quản, sang chiết, vận chuyển ga.
Đồng thời, cơ quan chức năng cần có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh ga kém chất lượng, không đáp ứng các điều kiện an toàn, nhất là điều kiện về phòng chống cháy nổ. Có như thế mới hạn chế những sự cố cháy nổ ga đáng tiếc có thể xảy ra, và người tiêu dùng có những sản phẩm ga đảm bảo về chất lượng, an toàn trong quá trình sử dụng. Cùng với phần lễ được tổ chức tại các đền thượng Trung Hạ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực dân gian do các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.